Thưa quý vị, chiều nay 16 tháng 7, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và kiểm tra công tác chuẩn bị kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 2. Trước tình hình số ca nhiễm liên tục tăng nhanh, khả năng vượt quá mức thu dung điều trị của Bệnh viện Dã chiến số 1, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã thống nhất ý kiến của Sở Y tế quyết định lấy Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh chuyển công năng thành Bệnh viện Dã chiến số 2 với khả năng tiếp nhận 500 bệnh nhân. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Sở Y tế, bệnh viện đã nhanh chóng giải quyết cho ra viện tất cả các bệnh nhân nặng chuyển đến các cơ sở y tế điều trị khác, vận hành cả bộ máy bệnh viện để phân khu chuẩn bị các bước về phòng ốc, các khu vực điều trị riêng biệt, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng. Sẵn sàng đội ngũ nhân viên y tế, cơ sở thuốc. Hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng tiếp nhận ca bệnh. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thăm hỏi về những khó khăn và động viên đội ngũ nhân viên bệnh viện cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 an toàn, đồng thời chỉ đạo Sở Y tế từng lúc hỗ trợ bệnh viện giải quyết các khó khăn về cơ sở thuốc, nhân sự, chuyên môn cho bệnh viện.